Chưa. Và tiếp sau khi ăn trưa xong thì chúng ta sẽ đi đến cái làng cổ Phạm Phần Hà Đen, rồi chúng ta về chúng ta lại ghé thăm một cái cửa hàng bán mỹ phẩm. Còn nếu còn thời gian thì chúng ta sẽ ghé một mà. Còn nếu mà trễ quá thì chúng ta đi ăn tối. Thì em cũng xin thông tin lại với đoàn chúng mình là sáng nay lịch trình của mình sẽ là như vậy. Thì để đảm bảo cái lịch trình mình đúng với cái tiến độ mà hồi nãy em vừa mới nói ra thì mình cũng yêu cầu là đoàn mình lát nữa mình phải đúng giờ, bởi vì là Đài Bắc ở đây là không đậu xe lâu được, đậu xe lâu quá thì bắt tài sẽ bị phạt ha. Nên là khi mà chờ đủ khách rồi thì em mới gọi xe tới nha. Còn không là như sáng nay là chúng ta trễ hết 15 phút thì cũng khó lòng cho bắt tài. Nên là từ hôm sau thì từ lúc này trở đi thì khi mà mình tham quan ở những điểm nào thì đoàn mình thương lượng với nhau có một số khoảng thời gian và chúng ta đúng thời gian đó là tập trung lại thì em mới gọi xe. Ở đây Đài Loan này chúng ta phải chịu khó chờ xe chứ không phải là xe chờ người. Một tí xíu Việt Nam mình đậu xe chỗ nào cũng được, còn ở đây thì là phải đậu đúng nơi, dừng đúng chỗ, mà chúng ta không mỗi lần đậu không được đậu quá 3 phút. Nên là mọi người thông cảm với bác tài một xíu. Không đều đâu. Thì điểm sáng nay là Dương Minh Sơn. Thì nói đến Dương Minh Sơn thì đây được gọi là công viên quốc gia. Thì ngày xưa rồi tiếp theo là đến cái bảo tàng cố cung. Thì bảo tàng cố cung ở đây, mọi người nghe chữ cố cung này đừng hiểu nhầm qua Tử Cấm Thành, cố cung Tử Cấm Thành ở Bắc Kinh. Và đây chỉ là một cái bảo tàng cố cung quốc gia. Thì hồi nãy chúng ta đi trên đường chúng ta thấy rất là nhiều cái cầu vượt, cầu treo rất là nhiều. Thì thực sự đây là những cái con đường mà người ta gọi là đường vành đai ha, hoặc là đường tốc độ cao. Trên đó thì có một số đường sẽ cho phép xe gắn máy lên và có một số đường không cho xe gắn máy lên vì những cái trục đường này sẽ nối liền các cái quận trong một thành phố lớn ha. Thì nếu mà một thành phố có hình vuông hay là hình dài hoặc là elip gì đó thì cái con đường này nó cũng sẽ nên là nó rất là khác với thành phố Hồ Chí Minh. Và dù chúng ta từ quận 6 muốn đến Gò Vấp thì chúng ta phải đi rất là cực, đi qua đủ quận hết rồi, nhưng mà còn đèn xanh đèn đỏ kẹt xe đủ các loại. Còn khi mà chúng ta lên những cái đường vành đai này thì nó sẽ chạy mang theo thành phố, và ở mỗi một quận thì những cái điểm nào quan trọng thì nó đều có những cái đường dẫn xuống. Thank you.
như là trước mặt của mọi người đều có một số đồ nghề á, nha. Có ai hò thì hò nha. Cảnh đẹp quá à.